Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình. Đó chính là các phiên bản đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Vì thế cho nên là sẽ có những phiên bản mà còn mới nguyên chưa qua sử dụng và cũng có những mẫu thì cũng đã qua sử dụng rồi. Về tình trạng thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn trong video cho cả nhà mình. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em, đó là số 0858584Q2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho cả nhà mình đó chính là các mẫu của Bunegatti này, Orient, Imperial Armani phiên bản Carnival, rồi là Citizen với cả một vài thương hiệu khác nữa. Nói chung là khi mà đi đến tất cả những cái phiên bản đồng hồ ấy thì nó sẽ có những cái nét rất đẹp, rất là xuất sắc. Và một lát nữa thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho cả nhà mình. Và không để mọi người đợi lâu thì em sẽ lên luôn với mã hàng sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản đầu tiên nhá thì em sẽ lên cho cả nhà mình cái mẫu này đi. Đây là một cái phiên bản mà mặc dù ấy là cái chiếc này nó không về hộp, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi, nhưng mà bản này nó rất là mới. Và em phải nói thật sự là nó rất rất đẹp luôn. Mỗi một bản nó lại có một nét đẹp riêng, bởi vì là khi mà người ta đã thiết kế ra các mẫu đồng hồ thì nó là những cái đứa con tinh thần của nhà thiết kế rồi, đúng không ạ? Và hãng là họ đã phải kiểm định rất nghiêm ngặt để mà có thể là phân phối ra thị trường rồi, nên là mẫu mã thì không phải bàn đến, là chủ yếu là nó phụ thuộc vào tức là cái sở thích của từng người thôi. Đây là mẫu 6 kim nhá. Đó, đây là mẫu 6 kim chronograph này. Nó có kim 24 giờ một ngày nhá. Cái này này thì nó mới là kim giây mọi người ạ. Đây là kim giây, kim giờ, kim phút. Còn cái kim mọi người bấm ở trên này này, đó nó chạy ấy. Thì cái kim này là kim giây của chức năng chronograph. Thời gian đo tốc độ tối đa nó sẽ được hiển thị ở đây này mọi người này. Đó, nó tính theo phút ấy, nó tính được 60 phút ấy. À nó tính đây là tính đúng rồi, 60 phút ở đây này. Đấy, thì nó sẽ có cái thông số thời gian đo tốc độ tối đa ở đây nha. Mặt đồng hồ đẹp này, lịch ở vị trí góc 4:30-5 giờ này. Em cho cả nhà mình xem là buổi tối nhá. Đấy, nó sẽ có dạng quang ở kim giờ, kim phút với cả phần đầu cọc số. Nó lại có cái thiết kế ở bên trong cái niềng này này, nó có một cái niềng tachymeter ấy. Nó làm theo kiểu dạng giống như là, cảm giác giống như là kiểu kính trắng gương ấy, nó rất đẹp. Và đặc biệt một cái sự ấn tượng đó chính là cái dây. Cái dây này nó thiết kế giống như là dây sư cá mà của các cái mẫu Citizen ngày trước ấy. Nếu mà anh chị nào mọi người chơi đồng hồ thì chắc chắn là mọi người sẽ biết đến các cái mẫu của Citizen ngày trước, nó hay có các cái mẫu dây xương cá. Bây giờ thì em không thấy có mấy, thì trên trang không có mấy đâu. Đấy, còn đây là mẫu kiểu theo kiểu dạng dây xương cá này. Dây này, chốt khóa này. Mặt trước nhá, mặt sau, độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM. Mẫu này thì dành cho các anh nam tay vừa và hơi to, size 40.7. Mọi người thấy là size 40, tầm 40, 41 thôi đúng không ạ? Nhưng mà đây là càng của nó là 45.8. Đây, nhưng mà cái mẫu này thì mọi người thấy là cái form kiểu dáng của nó ấy. Đấy thì cảm giác là nhìn trông nó sẽ to, trông nó sẽ thoáng. Nên là mẫu này vẫn phải các anh nam có cổ tay tầm từ 17 trở lên thì sẽ là đẹp nhất. Mặt màu xanh, thép trắng, dây xương cá. Cái này rất rất đẹp luôn. Phải nói là cái này mọi người cứ phải nhận hàng bên ngoài, các chị mở ra kiểm tra. Và này là 1.850.000. 1.850.000 nhá, mã 31, mã hàng đầu tiên. Tiếp theo, di chuyển sang ở mã số 32. Phiên bản 32 thì em sẽ lên luôn cho cả nhà mình một cái mẫu của Carnival. Em lên cái mẫu này thì có thể nói rằng là em đã lên gần như là đủ hết cái bộ sưu tập về màu của Carnival rồi. Trước đó thì em cũng đã lên các cái bản màu xanh lá này, xanh lá này, xanh dương này, mặt màu đen này, mặt màu nâu cà phê này. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho cả nhà mình đó là bản mặt trắng. Đây là bản mặt trắng. Thì bên em thì hiện tại đang làm đại lý ủy quyền của Carnival này, Bunegatti này, Orient, Citizen, Angeloso, mấy cả một vài thương hiệu khác nữa, ví dụ như Obelulo nữa. Đấy, và có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Nếu mà mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị có thể ghé trực tiếp qua cửa hàng. Còn nếu mà mọi người ở xa thì bên em vẫn sẽ có ship code toàn quốc. Thế cho nên mọi người yên tâm, bởi vì tất cả sản phẩm bên em mọi người sẽ đều được mở ra kiểm tra trước khi thanh toán. Và sản phẩm đều cam kết hàng chính hãng. Đấy nhá. Thì với bản Carnival này thì em sẽ có hộp đầy đủ, hộp sổ đầy đủ luôn. Nó còn có cả một cái vỏ bọc bên ngoài nữa cơ. Đây ạ, các anh chị có thể quan sát. Nếu như mà mọi người thích ở các cái phiên bản mà dễ đeo, tức là cái màu ấy, cái màu dễ đeo, dễ phối đồ ấy, đấy, thì mọi người sẽ lựa chọn sang ở phiên bản này. Đấy, bản này thì nó vừa là sang trọng, thanh lịch, dễ đeo, mà thứ hai nữa là
Cái màu này nó rất rất đẹp nhá. Nó mặc dù nó là màu trắng đơn giản vậy thôi nhưng mà nó rất đẹp luôn. Đây mọi người nhìn quan sát này. Bên trong nhá, mặt này, trải vân nhá. Kim này, bóng sáng này, mọi người thấy không ạ? Kim nhá. Đó, và nó sẽ có hai cái ô cửa sổ lịch. Thì ở đây nó sẽ có hiển thị hai ô cửa sổ lịch, đó là thứ và ngày. Bình thường thì các cái mẫu đồng hồ thì em đa số đây em sẽ thấy là nó chỉ có nguyên ô cửa sổ lịch ngày thôi. Nó có cái lúc, nhưng riêng đối với mẫu này đó là nó lại có thiết kế hai ô cửa sổ lịch, vừa thứ vừa ngày luôn. Đó, và form kiểu dáng thì nó vẫn mang một cái form kiểu dáng giống như là của Rolex dòng Desert. Đấy, chi tiết niềng băm, mặt cọc số, cọc đá. Đây mọi người thấy mặt này, đẹp chưa? Cái này mọi người phải nhìn kỹ cơ. Cái thứ hai nữa là khi mà mọi người nhận hàng ấy, anh chị cứ nhìn kỹ vào trong cái đai của mặt đồng hồ thì thực sự nó rất cuốn. Em cũng vậy thôi, đây là em nói hơi dài dòng một chút xíu, nhưng mà bình thường nhá, để bình thường thì em chỉ có nhìn lướt lướt qua đồng hồ thôi. Nhưng khi mà em lên sản phẩm ấy thì tự nhiên nó có một cái gì đó nó rất là cuốn. Thế là thành ra là mọi người sẽ nói là em sẽ nói hơi nhiều, đúng không ạ? Đấy, bởi vì nó cuốn lắm luôn ấy mọi người. Độ chống nước của bàn này nhá, đó là 50 TM, hai ô cửa sổ lịch, cọc số của nó sẽ là cọc đá ấy. 12 cọc số của nó sẽ là 12 cọc số gắn đá này. Kính sapphire nguyên khối này, chi tiết điều của nó là niềng băm nha. Khi mọi người nghiêng này, đó, nghiêng theo kiểu dạng như là vòng xoay ấy thì nó giống như các cái phím đàn. Còn khi mà mọi người mà nghiêng kiểu như là cái góc như này này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Nhìn trong này. Rất là đẹp nha. Nó lóng lánh, nó không cần phải là bằng đá đâu. Thép thôi nhưng mà các góc cạnh này đẹp chưa? Đấy, đấy là một cái sự thiết kế rất là tinh tế của hãng. Đây là phần núm nhá, đây là núm này, nó còn nguyên cả cái siêu của nó. Tiếp theo là về dây, phay xước, sáng bóng kết hợp với nhau. Dây mic 12 màu, chốt khóa nguyên zin. Bản này thì sẽ có mã check của nó là 8131G. Độ chống nước là 50 TM. Và bộ máy là bộ máy automatic sử dụng máy mi của Citizen. 21 chân kính này, có thông số này. Và tần số dao động là 21.600 PPH. Siêu cót tối đa là 38 tiếng đồng hồ. Đây là một trong các cái phiên bản mà phải nói thực sự rất là đẹp và bán cực kỳ là chạy. Với size mặt là 39.7 và càng của mẫu này là 46.4. Em đeo lên tay cho cả nhà mình xem. Đấy, mọi người thấy không ạ? Ôm tay nhá, đẹp này. Kính sapphire này, viền niềng này. Nói chung là ở bản này thì không thể chê một điểm gì luôn. Mọi người đeo đi làm, đeo đi chơi đều được và phối đồ dễ. Mẫu này em đang để giao lưu đó là 3.950.000. 3.950.000. Mã 32. Quá đẹp và xuất sắc. Đây này, nó còn có một cả một cái tem certificate nha. Stainless steel này, độ chống nước epoxy moment và kính sapphire. Đấy, nó sẽ có tag mark của nó sẽ có đầy đủ. Full hộp mã 32, 3.950.000. Tiếp theo, di chuyển sang ở mã 33. Mã 33 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu của Citizen trước. Đây là mẫu của Citizen. Đối với bản Citizen này, đây là mẫu Citizen 6 kim Eco Drive pin năng lượng. Và bản này thì nó cũng sẽ có hộp sổ đầy đủ. Đấy, em đấu về là cái mẫu này được cái là nó về full hộp. Với cả bản này nó còn rất là mới. Kiểu như là mẫu này người ta cũng chỉ dùng lướt thôi chứ cũng không có sử dụng nhiều ấy. Mẫu này nha, thì ở đây này, nó là kim dây này mọi người đúng không ạ? Đây là kim dây, kim giờ này, kim phút này. Còn kim này là kim 24 giờ một ngày. Còn cái kim dây to đùng này ấy, để nó muốn chạy thì mọi người bấm vào đây. Đó là mình sẽ kích hoạt pin. Bấm này nó sẽ là dừng này. Đó, và thời gian đo tốc độ tối đa thì nó sẽ được hiển thị ở vị trí góc 9 giờ đây này mọi người. Đấy, đấy, góc 9 giờ nha. Mặt kính này, rất là đẹp, đúng không ạ? Trong, sáng. Bên trong nền này mọi người thấy không? Nó còn lên được cả cái kiểu dạng như cái đường vân bảy sắc cầu vồng ở bên trong cái phần niềng ấy. Sau đó là mặt bên trong này nó có ô kẻ caro. Cái này thì nếu mà để mà nhìn xa thì mọi người cũng sẽ không thấy rõ, nhưng mà khi mọi người cầm gần như này nha. Mọi người ạ, vào khi mà mọi người đeo lên tay này. Đấy, ánh sáng nha, nó chiếu vào trong cái đai của mặt này là nó sẽ hiển thị lên được cả của cái phần này này. Đấy, nó sẽ có các cái tông màu đậm này, màu sáng này. Đấy, làm cho cái đai của mặt của mình, cái mặt đồng hồ ấy, trông nó sẽ rất là đẹp. Đấy, họ rất là tinh tế là như vậy. Và hai nữa là buổi tối thì cũng sẽ có dạ quang. Đấy, ở kim giờ, kim phút và kim giây cũng sẽ có dạ quang luôn. Kim 24 giờ, lịch ngày. Mặt đẹp nha, rất là mới luôn. Dây, chốt hóa Eco Dry. Bản này thì nó sẽ có module máy, đó là dòng H500. Sử dụng máy Nhật, đúng không ạ? Tất nhiên là Citizen, nó là thương hiệu của Nhật rồi. Và nó phải sử dụng máy Nhật. Và cây China thì cây là vỏ.
nó sẽ được sản xuất tại nhà máy của Citizen được đặt tại bên Trung. Còn đâu là nó vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng hết. Đó, dây chốt khóa của nó sẽ là nguyên zin nha. Mẫu này thì sẽ có size mặt là 39.7. Và càng của mẫu này là 46.3. Đó, càng của mẫu này là 46.3. Dây thép trắng này, màu mặt viền đường xanh này. Và đây mọi người đeo lên tay này, đẹp chưa? Cái này mọi người phải nhìn ngoài cơ, vì trên video nhiều khi là không thể thể hiện được hết ý. Vì nhìn ngoài thì mọi người sẽ nhìn thấy kiểu như là cái da của nó nhé, rất là sáng. Da rất là sáng và nó không kén ra tay một chút nào cả. Đấy, đây là viền cạnh dây. Và mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở mẫu này. Đó là 2.950.000. Bản này là 2.950.000. Mẫu này sẽ ở mã số 33. Rất là mới nha mọi người nha, 2.950.000, mã số 33. Các cái bản dòng 6 kim Eco Dry này giá của nó cũng khá là cao. Nó cũng gần như là tương đương với cả một bản cơ luôn đấy. Đó, 2.950.000. Tiếp theo gì? Chuyển sang ở mã 34. Mã 34 thì có lẽ là em sẽ lên luôn cho cả nhà mình ở cái bản của Bonnetti luôn. Cái bản Bonnetti thì ở mẫu này là em có về là full hộp. Đấy, thì như em cũng đã có chia sẻ với cả nhà mình ở cái mẫu của Carnival rồi, thì bên em hiện tại đang làm đại lý ủy quyền của Carnival, Bonnet này, Orient với cả một vài thương hiệu khác nữa. Đấy, thì riêng đối với của Bonnetti ấy thì trên hãng họ có gửi đó là một cái hộp ấy, nó rất là đẹp nhá. Hộp này cực kỳ là to mọi người nhớ không? Nó gấp mấy lần? Nó phải gấp 2,5 lần. Đây là hộp Bonnetti này, hộp rất to này. Đấy, và bên trong này này, nó giống như là cái hộp tủ đồ ấy. Nó sẽ có một cái ngăn kéo. Thì bên trong này em sẽ có để thẻ bảo hành này, rồi là sổ thẻ của nó ở bên trong luôn. Đấy, thì em sẽ để ở trong cái ngăn kéo này nhá. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm, khi mà nhận hàng các chị cứ mở kéo cái ngăn đó ra. Thì cái hộp này nó rất là hay, mọi người có thể để trưng bày hoặc có thể mang đi tặng, cũng rất là đẹp. Và được tặng kèm thêm một cái mô hình siêu xe thể thao Lamborghini. Đây là mẫu Bonnetti rất đẹp và xuất sắc. Mọi người có thể thấy rằng với mẫu này thì nó sẽ có thiết kế đó là 3 kim. Nó vừa là automatic nha, và nó cũng sẽ vừa có cả trợ có tay đi kèm. Bên trong này nó có một cái hình linh vật rồng. Rồng thì đại diện cho đó là một trong 12 con giáp này, đúng không ạ? Và cũng là một trong tứ linh Long Ly Quy Phụng. Luôn luôn là một cái linh vật mà ở cái vị trí tôn nghiêm ấy. Ví dụ như vua thì người ta hay gọi là Càn Long đấy, đúng không ạ? Đấy, thì thường là ở những cái vị trí mà cao nhất. Tất nhiên là chưa ai có thể nhìn thấy hình linh vật rồng này cả, nhưng mà trong tiềm thức là cũng là một cái linh vật mà mang đến cái sự may mắn. Nên là với bản rồng này thì gần như ai cũng đeo được hết. Và đeo lên tay rất đẹp và thể hiện cái sự nam tính, quyền lực và mạnh mẽ của người đàn ông. Kính sapphire nguyên khối, và nó được phủ thêm cả một lớp AR chống chói ở vị trí phía bên trên này. Đấy, và lưu ý cho em nhé, cái hình linh vật rồng này nó không phải là vẽ. Đấy, không phải là vẽ nha mọi người nha. Và các anh chị thấy này, nó làm kiểu khắc nổi lên trên này. Đó, nó khắc nổi nha, khắc nổi luôn này. Kể cả các cái đường vân vẩy rồng này làm rất chi tiết, rất là sắc nét. Các cái vân nhỏ này họ làm rất là phải tỉ mỉ mọi người. Đó, rất là đẹp này, mắt rồng này. Đấy, và nó làm theo phong cách skeleton, rất là nổi trên nền của mặt đồng hồ. Bên trong thì cái bộ kim ý, với cả cọc số, thì phần đầu kim và phần đầu cọc số cũng như là phần mắt rồng nhá. Buổi tối thì nó sẽ có buổi dạ quang sáng như thế này. Đấy, nó sẽ có dạ quang, kính sapphire phủ AR. Chi tiết niềng ngoài này thì nó sẽ làm theo kiểu dạng như là phay xước. Đấy, phay xước, đây là núm, dây này, chốt khóa này, mặt trước nhá, mặt sau. Đấy, bên trong đây, Bonnetti Original. Đấy chưa, độ chống nước của bản này sẽ là 50TM, Automatic, All Stainless Steel. Bản này sẽ có mã check đó là BG5606. Đấy, thì các anh chị có thể check cho cái mã đó là sẽ ra. Với mẫu này thì sẽ dành cho anh nam tay vừa và hơi to nhá. Bởi vì cái form nó giống với cả form thùng rượu ấy. Size 46.8 và... càng của mẫu này là 60. Đấy là em tính cả cái phần viền này nha. Còn nếu mà tính cái càng trong này của nó này thì nó chỉ có là 52.1 thôi. Đấy nha, nó tính là 52.1 đấy mọi người ạ. Đây, đeo lên tay nó sẽ như thế này này. Mọi người thấy không? Nó sẽ ôm nha, theo đúng cái vòng cung của tay của mình luôn. Bởi vì cái form của nó giống như theo cái dạng form hình thùng rượu nên rất là đẹp. Cái này thì mọi người có thể là đeo đi làm, đeo đi chơi đều được hết. Đó, màu đẹp, sang. Đấy chưa? Viền cạnh automatic và nó có cả chợ có tay đi kèm. Đấy.
Với phiên bản này thì em cũng đang để giao lưu với cả nhà mình ở mẫu này, đó là 5.950.000. 5.950.000 nhá. Mẫu này sẽ ở mã 34. Mẫu này sẽ ở mã 34. Mới nguyên, full hộp, full box đầy đủ. Rất rất đẹp luôn. Mọi người cứ mở hàng ra, các anh chị kiểm tra, mọi người sẽ thấy là nó có xuất sắc như lời em nói không. Nhưng mà vì chiếc này là sẽ dành riêng cho các anh nam tay vừa hơi to. Đấy. Rất nhiều các anh nam tay nhỏ nhỏ thích ở mẫu này, nhưng mà thực sự là hãng họ không sản xuất này là không thể có được. Dạ vâng. Tiếp theo di chuyển sang ở mã số 35 nha. 35 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu tinh knot đi. Em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu tinh knot đá. Cái bản tích knot ấy thì mọi người đều biết là thường thì các cái mẫu đá ceramic nó rất là thứ nhất là giá của nó khá là cao. Thứ hai nữa đó là nó ít hàng, nó không có hàng đấu, đặc biệt là các cái mẫu đá trắng này. Đấy, thi thoảng em mới lại đấu được một cái bản mà đá trắng và giá rất là tốt để phục vụ cho cả nhà mình. Nhiều khi mà có nhưng mà giá cao em cũng không dám đấu luôn ấy. Đấy, đây nha. Mọi người thấy này, tag của nó đây. Vì các cái mẫu của Technot thì đa số nhá, giá tác của nó sẽ là rơi tầm khoảng độ 38.500 yên thôi. Là nó rơi tầm khoảng độ 6-7 triệu thôi. Nhưng riêng với mẫu đá trắng này này, nó sẽ là 55.000 yên. Đấy, là rơi tầm hơn chục triệu, 11-12 triệu ở phiên bản này rồi. Bởi vì ở cái phiên bản này là đá trắng này, rất là đẹp, đúng không ạ? Đây là mặt kính của nó, sẽ là mặt kính sapphire. Mặt kính sapphire nha. Và nó giúp cho cái đồng hồ nó chống chảy chống xước rất là tốt. Đây. Đây mọi người nhìn này. Mặt theo kiểu dạng như là kính tràn viền nha. Đấy, mặt đẹp chưa ạ? Bên trong này nó còn có cả kiểu đá ceramic ở bên trong nữa cơ. Mặt đồng hồ hiển thị đó là ceramic này. Kính sapphire này. Lịch ở vị trí góc 8 giờ này. 12 cọc số sẽ là 12 cọc đá. Và nó đều có kim chấu, kim chân ở bên trong hết ý. Đấy, nên là không sợ là bị rơi hay rụng đá đâu. Kể cả chi tiết viền liền ngoài này của nó cũng thế này. Đây mọi người nhìn kỹ nha. Đấy, nó đều được đó là kim chấu hết nha. Tiếp theo là về dây thì dây sẽ vừa là thép này và nó mix với cả đá ceramic. Với cái chất liệu đá ceramic này ấy, thì mọi người sử dụng đúng không ạ? Kể cả bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì cái đá của nó rất là sáng, bởi vì nó bằng đá mà. Và mình càng đeo thì nó lại càng lì và càng bóng. Đấy, và mình chỉ việc đó là thi thoảng mình lấy cái khăn mình lau, mình vệ sinh cái này đi thì lúc nào cái đồng hồ của mình nó rất là mới. Và cái đá trắng này này nó sẽ không bị bám cái kiểu cái vân tay. Đấy mọi người đúng không ạ? Kể cả nó có bám thì cũng không nhìn thấy được. Đây nhá. À đây nó có bám bên này mọi người này. Đấy nhưng mà phải soi thật kỹ mới thấy thôi. Cứ chứ còn nếu mà để xa xa như thế này hoặc đeo lên tay thì làm gì có ai thấy được đâu. Đấy chưa? Cái này là em chiếu đèn thì mọi người mới thấy được ấy. Đấy nha, và lau đi một cái là sẽ sạch luôn này. Đấy mọi người thấy không ạ? Lau đi này. Nó lại sáng bóng luôn, nó rất là hay là như thế. Khóa này, núm này, mặt trước này, mặt sau. Đấy nhá, All Stainless Steel, độ chống nước của nó là 3ATM, mã là T9C09. Mẫu này thì anh nam tay nhỏ thôi, hoặc là chị nào mà nước tay to thì mới đeo được. Size 27.8, càng là 38.7 và độ mỏng của bàn này là 6.9. Đấy, và như cổ tay của em đây là 16.5 này. Nhìn ngoài nó đẹp lắm, bởi vì đây là phiên bản đá trắng. Với cả cái đá trắng này, cái đá ceramic ấy, nó có một cái ưu điểm nữa, đó là gì ạ? Nếu như mà ai mà có cái cơ địa mà hay bị dị ứng với kiểu dị ứng ấy thì nó sẽ rất là tốt, bởi vì là nó sẽ giảm thiểu bớt được cái dị ứng, bởi vì cái nó bằng đá mà. Đấy, như thế là rất là ok, rất là tốt cho sức khỏe đúng không ạ? Và mình đeo lên tay nó cảm giác nó rất là mát. Bàn này em cũng đang để cho cả nhà mình là 2.450.000. 2.450.000, mã 35. Full hộp mọi người nha. Cái này mọi người có thể mang đi tặng cũng được, rất là ok luôn, bởi vì nó mới nguyên. Đó, tiếp theo sang ở mã số 36. Phiên bản 36 thì em lên cho cả nhà mình một cái mẫu cơ của Orion. Đây là bản cơ của Orion này. Đây là phiên bản của dòng Marco. Đó, và mẫu này thì em cũng sẽ có về hộp sổ sách đầy đủ của Orion luôn. Tag này. Giấy tờ này. Đây là tác của nó nha mọi người nha. Ồ, bản này rất là mới. Đây ạ. Đây là tác của nó này. Đây, FAA đây. Đấy, tác của nó đi kèm nha, đầy đủ nha. Em để ở bên trong cái hộp này cho cả nhà mình. Còn đây là cái giấy mua hàng.
đấy, cái giấy tờ mua hàng của tại cả cửa hàng này, đấy, tại cửa hàng nhé. Và đây là ngày mua, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2023, đó là chưa được một năm mọi người ạ, chưa được một năm. Nhưng mà em thấy bản này mới lắm, kiểu như là chắc có khi là người ta cũng chưa đeo đâu, hoặc nếu cùng lắm là người ta cũng đeo một hai lần thôi. Em thấy rất là mới, vì dây người ta không cắt mắt đâu, hay có khi là kiểu như là người ta được tặng ấy, chắc có thể là như thế, nhưng mà xong người ta không đeo đến, vì thế nó cực kỳ là mới. Đây mọi người nhìn này, đấy, rất là mới, rất là đẹp. Đây là phiên bản của phiên bản Baco. Bản này thì nó sẽ có một cái thiết kế, đó chính là niềng xoay này, núm ren này, và đáy của nó là đáy vặn nhá. Thế cho nên là cái độ chống nước của nó rất là tốt. Riêng đối với bản này, nếu mà mọi người mà cần đến các cái bản sử dụng nước ấy, cần sử dụng nước nhiều ấy, thì các anh chị sử dụng sang bản này, vừa có thể sử dụng rửa tay đi mưa tắm giặt thoải mái luôn. Đấy, miễn sao đảm bảo đó là núm và đáy phải được vặn thật chặt. Đấy, và vặn đúng ren thì như thế nó mới đảm bảo được cái độ chống nước. Em sẽ đo luôn cái size mặt cho cả nhà mình luôn, đó là size 41 nhá, và càng của mẫu nào này là 46.7. Đó, mặt màu xanh này, hai ô cửa sổ lịch nhá, một lịch thứ và một lịch ngày, vị trí góc 3 giờ. Mặt bên trong xanh trải vân rất là đẹp đúng không ạ? Và kim cọc số to rõ ràng. Và ngoài ra ấy, thì nó sẽ có dạ quang này, sáng ở trong điều kiện sáng kém. Niềng xoay này. Về phần lịch thì ở đây mọi người sẽ xoáy cái núm này ra cho em nha. Xoáy cái núm này ra. Đấy, thì mọi người sẽ em sẽ xoay lịch cho cả nhà mình xem. Đấy, khi mà chuyển sang ngày mới này. Thấy chưa? Đấy, thì cái lịch của nó ở đây. Bây giờ để em chuyển lại cái lịch kia cho cả nhà mình. Đây là mình chuyển lịch nhanh nhé. Đó. Thì bây giờ mọi người sẽ xoay núm như thế này, nó sẽ chỉnh về lịch tiếng Anh cho cả nhà mình luôn. Thì em sẽ xoay chỉnh lại một lần nữa cho cả nhà mình xem nhé. Chuyển sang ngày 23 rồi đúng không ạ? Đấy, và bây giờ này. Đó, đấy là nó sẽ lên lịch tiếng Anh luôn rồi. Đấy là em chỉnh luôn cho cả nhà mình về, là mọi người sẵn, các anh chị chỉ việc đó là sử dụng với cái lịch tiếng Anh với cả cái lịch ngày của nó thôi là được đúng không ạ? Tức là thứ ba ngày 23 ở đây. Đấy, đây là bộ chuyển động này. Kim chạy rất là mượt mà, độ chống nước của nó sẽ là 20 ATM này. Đây, niềng nhá, mặt này, dây này, chốt khóa này, mặt trước này, mặt sau. Thấy chưa? Độ chống nước 23 này. Mã check thì em cũng đã có cho cả nhà mình xem ở cái tờ giấy mua hàng lúc nãy rồi đúng không ạ, với cả cái tem cái tag của nó rồi đấy, thì các anh chị có thể chụp lại hoặc các anh chị có thể nhắn lại cho em nhé. All stainless steel này, đáy này, đáy vặn này, đáy kín này. Với các cái bản bộ máy cơ của Orient ấy thì thường là nó sẽ có cái thông số chung của nó sẽ là tần số dao động là 21.600 VPH và chiếc cót tối đa của nó cũng sẽ là 38 cho đến 40 tiếng đồng hồ. Đấy, và như cổ tay của em đây là 16.5. Thì cái bản này tầm 16.5 thì cũng đeo được thôi, nó cũng ôm tay thôi. Nhưng mà để mà đẹp ấy thì các anh nam có cổ tay tầm từ 17 trở lên sẽ là cái size cổ tay đẹp nhất để mà mọi người có thể đeo ở phiên bản này. Với bản Orient này thì em cũng đang để giao lưu với cả nhà mình, đó là 4.450.000. 4.450.000 nhá. Mẫu này sẽ ở mã 36 full hộp, rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn, giấy tờ sổ sách đầy đủ. 4.450.000 mã 36. Tiếp theo sang ở mã số 37. 37 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu pin nữa này. Mẫu pin tiếp theo. Ở phiên bản pin này thì đây là một cái phiên bản pin của Japan Craft, tức là thương hiệu nội địa của Nhật. Đấy, nó sẽ là một cái bản mà form kiểu dáng giống với cả của Patek Philippe. Đây là mẫu pin nhá, mẫu pin nhưng chạy rất nhiều chức năng. Thì các anh chị thấy là ở các cái bản pin mà chạy nhiều chức năng ấy thì nó phải là một cái bộ máy mà phải nó cực kỳ là chất đấy ạ. Rất là chất luôn. Ở đây này, nó còn chạy được cả lịch thứ nhá, chạy được cả lịch tháng và nó chạy được cả chức năng trăng sao nữa cơ. Và cái chức năng trăng sao này nó không phải là chức năng sun moon mà nó là chức năng trăng sao lịch moon phase, tức là lịch tuần trăng. Đây là lịch ngày, 31 ngày một tháng nó sẽ chạy xung quanh cái phần viền niềng này. Đây là bấm này là bấm chỉnh lịch tháng, lịch nhanh này. Bây giờ em bản này có núm ren nữa nhá mọi người nha, núm ren này, xoay cái núm này ra. Bây giờ em sẽ xoay kim, đang là ngày mùng 5 đúng không ạ? Và bây giờ thì đây là buổi trưa rồi. Tiếp tục nha, em sẽ tiếp tục xoay này.
Đó, đến 12 giờ đúng không ạ? Nó đã chuyển sang ngày mùng 6 và nó là cái hình kim trượng. Đấy, hình kim trượng. Sau đó mọi người sẽ xoáy, đóng núm vào như thế này. Đấy, để nó đảm bảo được cái độ trúng nước cho mọi người nha. Mặt đồng hồ rất là đẹp. Đây nó còn một cái... À đây. Đây là phần viền này. Phay xước này. Kim nung xanh này. Đây là lịch moon phay này. Thứ này, tháng này. Đó, mọi người thấy mặt vân này. Đẹp chưa ạ? Viền cạnh nhá. Mặt trước, mặt sau, moon phay này. Tiếp theo là dây. Cái new laser này. Dây da chính hãng này. Đây, dây này. Chốt khóa. Mẫu này thì sẽ có size mặt, nếu mà tính ở bên trong của này của nó ấy, thì nó sẽ là 38.5. Còn nếu mà tính cả cái tai này của nó thì nó sẽ là 41.3. Đấy, form của Patek Philippe. Và đây mọi người đeo lên tay. Dây da màu nâu tây nhá. Đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình là 2.350.000. 2.350.000 mã 37 mới nguyên. Đó, chưa qua sử dụng. Mẫu này thì chưa qua sử dụng. Tiếp theo sang ở mã số 38. 38 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái bản form vuông của Fubo đi. Form vuông của Fubo thì cái bản Fubo này là phiên bản mà form vuông, form hình chữ nhật rất đẹp. Thường thì các cái mẫu Fubo đa số để mà có thể đấu được những cái mẫu mới như thế này thì nó rất ít. Bởi vì em biết là ở đây mọi người cũng rất là nhiều các anh chị mọi người đấu hàng. Và rất nhiều các anh chị mọi người đam mê về đồng hồ và xem rất nhiều các cái live về đồng hồ rồi. Đấy, thì thường là nếu như mà các cái mẫu này mà có thì đa số là nó đã qua sử dụng. Và đã qua sử dụng thì thường dây nó ngắn lắm, dây người ta đã cắt mất rồi. Bạn em có về là phun hộp gỗ nhá. Nhưng mà cái này nó không về sổ. Hoặc là lúc em khui ra thì có thể là có khi là nó lẫn vào ở trong cái các cái vỏ hộp ấy, có khi là mất. Không em không thấy có cái sổ của nó. Đấy, thì bản này mới nguyên, bản này em đấu về là mới nguyên này. Chưa qua sử dụng. Đấy, và đây là form vuông, form chữ nhật nhá. Form này là form kiểu dạng như là hình hạt xoài ấy. Nó là automatic, có trợ có tay và nó mang một cái phong cách skeleton. Dòng này thì người ta sẽ sử dụng đó là dòng kính cứng cường lực. Thế nhưng mà cái độ chống trầy chống xước rất là tốt. Vì em cũng có đấu cũng khá là nhiều với các cái mẫu của Fubo. Nhưng mà bà mặt tròn cơ, bà mặt tròn là mẫu đã qua sử dụng ấy. Đấy, đây nha, còn mẫu này là mẫu chưa qua sử dụng này. Và form vuông, bộ kim nhá. Với cả cọc số này. Đó, nó sẽ có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém này. Và mọi người nhìn thấy các cái đường phay xước này. Sáng bóng này. Đẹp chưa? Đó. Họ làm rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ luôn. Đây, kể cả cái phần viền này, dây của nó cũng thế này. Chốt khóa nguyên zin. Đằng sau đáy đây thì sẽ có mã. Đó là F2502 All Stainless Steel nha. Design Japan này. Độ chống nước là 50 TM. Sử dụng máy mi của Citizen 21 chân kính. Về cái thông số bộ máy mi thì mọi người cũng quá quen thuộc rồi. Bởi vì ai chơi đồng hồ thì gần như không ai không biết đến máy mi. Nó là một cái bộ máy mà cứ người ta hay ví nó chính là cái nồi đồng cuối đá đấy. Size 39.5 nhá. Và càng của mẫu này là 48.7. Thép trắng nha. Mặt trắng rất đẹp, form vuông. Bản này đeo lên tay cực kỳ sang luôn. Anh em nào có tầm cổ tay 17 trở lên thì thực sự là quá đẹp. Bản này em đang để cho cả nhà mình là 3.650.000. 3.650.000, mã 38, full hộp nha, mới nguyên, chưa qua sử dụng, hộp gỗ. Đấy, nên mọi người có thể là mang đi tặng cũng rất là ok. Tiếp theo sang ở mã số 39. Mã số 39 thì em lên cho cả nhà mình mã 39. Đó là mẫu của Savatomara đi. Em lên cái mẫu của Savatomara, cái bản này thì... nó sẽ size là một cái size nó sẽ hơi to một chút. Đấy, đây là mẫu Savatomara thương hiệu của Ý, full hộp. Bản này cũng mới nguyên, cũng chưa qua sử dụng. Cái mẫu này là hôm trước là em cũng bị bom về này. Em lên lại cho cả nhà mình nha. Đây là bản 6 kim, 24 giờ này, kim dây chrono, thời gian đo tốc độ tối đa. Mặt của nó là màu xanh. Đấy, màu xanh ở dạng như là xanh lá ấy. Nhưng mà nó không phải là cái tiêu kiểu dạng như là xanh rực lên đâu. Mà khi mà ánh sáng chiếu vào ấy, mọi người đúng không ạ? Đấy, nó sẽ có các cái vệt vân bắt sáng này. Đấy, nó rất là đẹp. Với cả cái bộ kim cọc số nha, nó lại làm hơi nghiêng nghiêng một chút xíu. Nó giống như là mặt lòng chảo và nó tạo thành một cái không gian 3D ở bên trong mặt ấy. Rất là hay, kiểu cộng dạng cọc số nổi ấy. Dòng này thì người ta cũng sử dụng kính cứng cường lực thôi. Nhưng mà được cái là độ chống trầy xước rất là ok, cũng trên 80% rồi. Mà cái độ chống va đập tốt. Vì mỗi một dòng kính nó lại có một cái ưu và nhược điểm riêng ấy.
và chi tiết niềng này. Đấy, nó là niềng răng cưa. Cạnh sườn này cũng sẽ là cạnh sườn răng cưa này. Núm này. Mặt trước nhá, mặt sau mã là SM15107. Độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM này. Dây silicone, và dây silicone này thì độ đàn hồi rất là tốt, ôm tay và nó không bị mùi giống như dây da. Đó, chốt khóa, tag mark đầy đủ. Mẫu này thì mang phong cách theo kiểu dạng thể thao một chút, size 46. Càng của bàn này là 52.7. Đó, mẫu này thì kiểu như là form thể thao ấy. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó chính là 2 triệu 2, mã 39. Tiếp theo sang ở lên tiếp cho cả nhà mình ở mã 40 nhé. Và cũng là mã hàng cuối cùng trong video ngày hôm nay, vì thời lượng video thì cũng khá là dài rồi. Thì em lên cho cả nhà mình, đó chính là mẫu của Orange SK này. Với bản Orange SK này thì nó không chỉ là một cái chiếc đồng hồ để mình xem giờ đúng không ạ, mà nó còn có cả một cái giá trị sưu tầm rất là cao. Đấy, vì khi mà nhắc đến SK thì thường hay nghĩ đến là thời của các cô, các chú ngày xưa ấy, thời bao cấp. Tất nhiên là em thì cũng chưa ở trong cái thời gian đó, nhưng mà theo em tìm hiểu thì ngày trước là cũng phải ai phải có điều kiện ấy. Đấy, hoặc là ví dụ có chức vụ cao thì thường là người ta sẽ có thể sở hữu được những cái mẫu của Orange này. Đấy, và đeo lên tay nó rất đẹp. Đấy, với bản này thì nó có một cái thiết kế, đó chính là hai yêu của sở lịch nha. Mặt bên trong là màu xanh này. Đấy, và mọi người thấy kính của nó này, mặc dù đã qua sử dụng nhưng mà em thấy là cái độ chống trời chống xước rất là tốt luôn, không thấy có vết trời xước hay là gì cả đâu, rất là đẹp đúng không ạ, rất là mới. Đấy, và đây là dây chốt khóa. Tất nhiên là với mẫu này thì do là cũng đã qua sử dụng rồi, mặt kính thì mặc dù là chưa có vết trời xước gì, nhưng còn phần viền vỏ thì tất nhiên là cũng sẽ có một vài vết gọi là xước lông mèo nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng không đáng kể và nó cũng không lộ ấy. Đấy, vì nó là thép trắng và nó cũng không lộ và nó cũng không có nhiều. Đấy, vì thế cho nên là nói chung là đối với phiên bản này thì đánh giá về độ mới thì bản này độ mới của nó cực kỳ là cao. Mặt trước này, mặt sau này, đấy cũng sẽ có đầy đủ các cái phần thông số của nó đi kèm nhé. Mẫu này thì sẽ có size mặt đó là size 41.4, và càng của phiên bản này là 46. Đấy, dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Đấy, đeo lên tay rất là đẹp này. Nói chung là mẫu này thì gần như ai cũng đeo được ấy, nó không kén tay. Và nó có một cái chi tiết niềng xoay ở vị trí phía bên trong, hai ô cửa sổ lịch. Đấy, và mẫu này cũng sẽ là vừa là mẫu này sẽ là automatic. Đấy, đây là mẫu automatic hai ô cửa sổ lịch nha, 21 chân kính. Và bản này thì em cũng đang để giao lưu với cả nhà mình là 3.650.000. 3.650.000 mã số 40. Và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em. Mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858584 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như các lượt follow kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.